Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa nha. Tiếp tục đến với kênh Bonsai Lại Nguyên, hôm nay để giới thiệu đa dạng mặt hàng phong phú với bà con của mình. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên các em ngày hôm nay nha. Tiếp tục hôm nay làm clip này thứ là 264 nha bà con. Giao lưu với bà con một số mặt hàng mới vừa về nha. Gồm có là chanh xưa, gốm xưa và đồ đồng xưa cũ nha. Để giao lưu qua số điện thoại các em là 0772877278 nha. Và đầu tiên em xin giới thiệu là em có sưu tầm về được một bộ quýt nha. 12 con giáp nha bà con, cái này là em đã sưu tầm là đầy đủ hết trơn rồi, trong 12 con giáp luôn nha. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây. Đầy con đủ hết trơn con giáp bà nha. Con trâu, con chó. Cái này thì nó chạy bằng cơ. Đây. Bà con mình về thì chỉnh cơ thôi, là nó chạy bằng dây thiều thôi nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đủ 12 con luôn ha. Đủ 12 con toàn bộ hết luôn nha bà con. Đây. Con xem kỹ giùm em nha. Rất là đẹp nha. Em để túi, bỏ túi này rất đẹp nha bà con. Đây bà con xem kỹ giùm em. Rất đẹp luôn. Này là đều chạy bằng cơ hết nha. Cái nào cũng đều như nhau nha bà con, nhưng mà bên ngoài chỉ khác mẫu mã, bên ngoài là con giáp khác thôi nha. 12 con giáp sưu tầm được nguyên bộ là rất ít nha bà con, rất là đẹp nha. Đây nguyên một bộ như vậy thì em giao lưu bà con có giá là 4,5 triệu nha. Đây 4,5 triệu nha bà con, như nhà một cái là 450.000 nha. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây 12 con giáp đầy đủ hết cho bà con mình luôn. 12 con giáp là 12 cái hả? Bình thường luôn nha. Đúng rồi, 12 cái. 12 cái rồi tính 12 cái nha, em tính một cái là 4,5 triệu nha bà con. 450.000 một cái nhân lên. Một cái 450.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 2V nha. Đây em có một cái bình voi, bình voi này cũng tuổi đời từ 2-30 năm thôi nha. Rất là đẹp luôn nha bà con. Đây. Đây này người ta làm đắp nổi lên dập rất đẹp nha. Giá cũng hữu nghị thôi nha. Chiều cao là 13 nha bà con. Hoành tổng là 33. Đây rất đẹp nè, nó lên giao quy hết trơn rồi nha. Rất là già nha bà con. Gần hết trơn rồi. Cái này thì em giao lưu bà con nha, cái này là làm tích liền là không hề bị mẻ đắp giá một chỗ nào nha bà con. Bảo đảm cho bà con mình xài luôn nha, bình châu nha. Đây, giá của nó là 500.000 thôi nha. Cái này loại cái lớn nha bà con, 500.000 đồng. Đây là cái nhỏ đây, cũng bình voi cái nhỏ đây nha. Đây nó già mà nổi lên gần hết trơn rồi nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây. Chiều cao này là khoảng 11 thôi nha. Còn cái hoành này là 31. Đây, lành tích liền lạc hết nha bà con. Rất là đẹp nha, nó chỉ lên giao quy thôi. Giá là 400.000 một cái nha. Cái nhỏ thì 400. Rồi, tiếp theo là mã số 4V. Em có một cái bình tích rất là to luôn. Bình tích xưa nha, Việt Nam xưa. Đây, rất đẹp nha bà con. Chiều cao này là 23. Đây, chỉ có cái nắp này thôi. Cái nắp có mắt cái nắp thôi nha bà con. Cái nắp này là nắp người ta chợ tạo thôi nha. Cho nên cái giá nó hữu nghị cho bà con mình luôn. Đường kính miệng là 13 nha. Đây, hoành bụng này là 64 như vậy. Đây, làm tích liền lạc nha bà con. Đây, không hề bị nứt hay găng chỗ nào luôn. Hàng dẻ tay nha. Rất là đẹp. Này mang tính chất xưa nha. Rồi, giá 1,200.000 đồng nha bà con. Bao ship toàn quốc luôn nha. Vì nó không có cái nắp thôi. Rồi, đến với mã là 5V. Đây, em có một cái sông trầm hoa sen rất là đẹp luôn. Bằng đồng nguyên chất luôn nha. Đây, chiều cao này là 8 phân nha bà con. Đây cái hoành bụng này là khoảng là 30-29 đi. Đây cái này mới vừa chùi rửa nha, chưa có sáng, không mình chùi rửa thêm sáng thêm nữa nha. Đường kính lọt lòng luôn là 6 phân, phủ bì khoảng 8 phân nha. Đây mặt đế đây nha bà con, trầm qua sen nha, bằng đồng nguyên chất hết nha bà con. Giá là 600.000 thôi nha. Đây chỉ có 600.000 đồng thôi. Mã tiếp theo là mã 6V. Đây em có một con rồng rất là đẹp luôn, giữ tiền nha. Mà con nào tuổi rồng chốt cái mã này giùm em về rồi cắt tốt cho gia chủ mình luôn. Màu cho thể vàng nha. Chiều cao này là 20 nha. Quần này là 39. Rất là đẹp, đồng nguyên chất hết luôn nha. Mình trà nó bóng rất sáng nha. Đây mặt chân đế đó nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, rồng giữ tiền. Cân nặng là 2kg lô tư. Rồi giá 1,600.000 thôi nha. 1,600.000 đồng thôi. Rất là đẹp luôn, năm dịp ngày 5 tháng 5 em thể để cái giá hữu nghị cho bà con mình về mình xài luôn, hàng cũng vốn luôn nha bà con. Đây rất là đẹp luôn, còn những mặt hàng còn cù lại bà con mình chốt hết giùm em luôn nha. Mã 7V. Đây một cốc kèm thừ nha, giữ tiền. Chiều cao là 9 phân. Chiều dài là 19 nha. Còn chiều ngang này là khoảng 10 phân thôi. Cân nặng là 700g nha bà con. Cân nặng 700g. Đây cốc kèm thừ nha. Đây bà con mình xem đây, mặt bụng ở đây liền lạc thành tích hết nha. Rất là đẹp nha bà con. Rồi giá 600.000 đồng thôi nha bà con. 600.000 bao phí ship cho bà con mình luôn. Mã 8V. Đây là một cái bình trà nha. Rất là đẹp luôn nha bà con.
Đây bình trà này, ông gì, ông Tiên, ông Thọ nha. Ông Thọ nha bà, ông Thọ nha. Chiều cao 12, chiều dài bình 18 nha. Tổng hoành này là 30, cũng bằng đồng nguyên chất nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây, làm tích liền lạc hết luôn nha bà con. Cho xem cái mọc đó. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Rồi. Rồi giá 900 ngàn đồng thôi nha bà con, bao khuyến ship cho bà con mình luôn, 900 ngàn. Tiếp theo là mã 9Q. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây, một bức tượng bằng đồng nha bà con, lông khủng xinh dày. Đây bà con mình xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn. Chiều cao này 24 nha bà con. Hoành đế tổng này là 56. Đây, rất là đẹp cho bà con, đồng nguyên chất nha. Hàng này về bà con mình trà đến bóng cửa lên rồi đó, sáng rất là đẹp luôn. Căng nặng là 3,5 kg nha. Đây, mặt đế đây là liền lạc luôn nha, rất đẹp. Đây, hàng rất tốt của nhà cho gia đình gia chủ luôn nha bà con. Rồi giá là 2.700.000 thôi nha, 2.700.000. Tiếp theo là mã số 10V nha. Đây một con đại bàng rất đẹp luôn, đều là bằng đồng nguyên chất hết nha bà con. Bao bà con mình về test nha. Đây mình bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha bà con. Đây đại bàng rất là đẹp luôn. Chiều cao là 25, cái hoành chân đế là khoảng 38 nha. Đây dàn rất là đẹp nha bà con. Dàn rất là sắc sảo nha. Này đại bàng là dạng Lý Trường Thành nha. Đại bàng Vạn Lý nha bà con. Đây, tên rất là hay. Cái này thì cân nặng nha bà con là 2,2 kg đi nha. Rồi giá 1.900.000 thôi. Đại bàng quản lý nha. Tiếp theo là mã 14 nha, là em có một cặp mâm đây. Rất là đẹp luôn. Mâm này là mâm chín rồng nha, mâm cửu long. Đây xung quanh là 12 con giáp nha, mâm dập nổi nha bà con, bằng đồng luôn. À, đường kính là 52. Rất là đẹp nha. Cân nặng này một cái gì là khoảng 1,2 kg nha. 1,2 kg. Mâm chín rồng coi có móc mình treo tường đây nha bà con. Móc mình treo tường rất đẹp nha. Giờ mình trà đánh bóng là nó sáng lên nữa, rất là đẹp, đồng nguyên chất nha. Giá 1.300.000 nha bà con, bao ship luôn nha. Đây cái này thì mâm tứ linh. Rất là đẹp luôn nha, cũng mâm treo tường bằng đồng nguyên chất luôn. Cân nặng và chiều cao cũng tương đương thôi nha. Đây, long lăng quy phụng, rất là đẹp nha bà con. Đây mặt phía sau đây nha. Móc treo tường luôn. Rồi 1.300.000, bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. 1.300.000 thôi. Rồi đến với mã tiếp theo là mã số 12V. Mã nãy là nhiêu V? Mã 11V. 11V nha bà con. Mã này là 12V nha. Đây là một bức tranh. Đây rất là đẹp luôn. Cái này là cẳng ốc xà cừ Hai Bà Trưng. Hàng này hàng xưa nghe, không phải. Cái này là Quynh Quy báo tổ, bà bái tổ nha bà con. Quynh Quy bái đây, tổ. Quynh Quy bái tổ về làng nha, rất là đẹp luôn nha. Cái tích rất là xưa cổ luôn. Hàng này thì tuổi đời em bao cho bà con mình, bức tranh này từ 30 năm nha. Rất là đẹp nha. Rồi cái chiều cao này là 49 nha bà con. Đây dịch mới nói các bạn. Còn cái chiều ngang này nha là 80 nha, gỗ này là gỗ thường thôi nha. Bức tranh này ý nghĩa lắm nha bà con. Đây Quynh Quy bái tổ về làng rất là đẹp. Cấp này đều đã cắn ốc sực cừ hết rồi, bà con mình xem kỹ giùm em. Cắn ốc sực cừ hết rồi. Về em chưa trà lau cửa cho nên nó còn hơi đóng bụi dính nha. Rồi xem mặt sau luôn lại. Mấy cái này là đường phân này khoảng 1,5 phân nha bà con. Cái này là cái miếng dán đó thôi, không sao nha. Đây miếng giấy thôi. Đây nó rất là bóng nha bà con. Rất là đẹp. Có móc chùm treo tường luôn nha, Quynh Quy bái tổ. Cái này thì giá giao lưu bà con 1.800.000 thôi nha. Đây 1.800.000 đồng thôi. Rất là đẹp nha bà con, rất ý nghĩa thôi, đây dưới đó đi. Đây rất là đẹp với ý nghĩa nha. Rồi. Bấm này xuống đi, bấm cái đó đi. Rồi, tiếp theo là mã 13V, em có một bộ tranh rất là đẹp luôn. Đây là cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Đây là bốn cô gái của bốn vùng miền Nam Bắc nha bà con, rất là đẹp luôn nha. Đây, bốn vùng miền Nam Bắc nha bà con, rất là ý nghĩa nha. Cũng là đã khảm hết sực cừ hết rồi. Này, người Tây Nguyên, miền Tây đi nha. Rất là đẹp, người Huế, người miền Trung. Rất là đẹp luôn nha. Chiều cao là 49 nha bà con. Một này là gờ trên gờ nha. Đường kính ngang là 20. Của một miếng nha bà con. Cao đây, 49, ngang 20. Rất là đẹp nha bà con. Đây đều có cái móc mình treo tường hết. Đây bà con mình xem kỹ giùm em. Đều có móc treo tường, đều lành lặn hết trơn nha. Rất là đẹp nha. Hàng này em đã sưu tầm hàng nguyên quản, mới sưu tầm về cho bà con mình nha. Đây rất là đẹp, bốn cô gái của bốn vùng miền nha bà con. Bộ này rất nhiêu nghĩa nha. Bộ này giao lưu bà con giá 1.300.000 thôi nha, bao ship toàn quốc luôn. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Cây Kiển Lan Nguyên cũng xin mến chào bà con. Rất cảm ơn thời gian vừa qua bà con đã ủng hộ kênh và đăng ký kênh nha. Thì em rất mong bà con sẽ ủng hộ em clip này nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha. Và kênh Bonsai Lợi Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ rất nhiệt tình cho shop của chúng em nha. Mến chào và tạm biệt ạ.